Rồi chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Bãi. Hôm nay tiếp tục lên cho bác đồng hồ cơ nhé bác nhá. Lô cơ mới cập bến này, lô cơ mới cập bến luôn. Hàng đã được test cho các bác để các bác sử dụng nhé các bác nhé. Đấy, hàng này ok luôn, em test là xuất từ hôm qua. Đấy, qua 24 tiếng đồng hồ nhá. Đấy thì đồng hồ nó vẫn đang chạy hoạt động bình thường cho bác tất cả nhé. Đấy thì các bác nào quan tâm mã sản phẩm nào thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818 này, 132 198 nhé, để được tư vấn và chốt đơn cho các bác. Bác nào có quan tâm mã nào mà cần phải chi tiết thì gửi đến kết bạn Zalo để em gửi video trực tiếp cho các bác nhé. Đấy, gửi video cho các bác. Thì bác nào mà quan tâm thì mã nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại đó. Rồi các bác trước khi bước vào video thì giúp em một nút like, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh nhé các bác nhé. Đấy, về để có những cái đam mê đấy, gửi đến cho bạn bè, các anh chị của các bác để các bác cùng quan tâm nhé các bác nhé. Đó, thì lúc của video thì em sẽ gửi đến cho bác là một số cái mẫu đồng hồ cơ, đồng hồ cơ. Đợi xíu con này nó đang bị cơ nhá. Thì trước mắt các bác lên cho bác một con đầu tiên ở giữa này, nó là một con Aichi Toket, cốt của nó là 21 ngày các bác nhé, và 21 đúng là 21 ngày. Đấy, hiệu của Aichi nhá. Con này lên mã cho em là mã qua bao nhiêu đấy, qua đây là con này được 42,5 cm chiều ngang, chiều cao, và chiều ngang của nó là được đi 24 cm. Con này mặt kính mo các bác nha, mặt kính mo này, đường kính của nó 18 cm đường mặt kính mo. Đấy, quả lắc thì rất là đẹp luôn, đầy đủ đồ cho các bác là từ quả lắc cho đến tay cót. Đấy, hàng còn rất mới luôn, hàng còn rất là mới luôn các bác nhé. Đấy, các bác nào quan tâm thì lên mã cho em. Đấy, con này nghe này, tiếng chuông của nó này. Đấy, tiếng chuông của nó nghe rất là vang vọng nha các bác nha. Đấy, cót 21 ngày. Đấy, các bác nào quan tâm thì lên mã cho em, cót 21 ngày Aichi Toket. Đấy, Aichi Toket cót 21 ngày, lên mã cho em nha, lên mã cho em. Đấy, lên mã cho em là một con đồng hồ cơ này. Đấy, hôm nay trình làng cho đồng hồ cơ lâu lắm rồi có đồng hồ cơ về. Đấy, hàng cơ nó rất là lâu, rất là hiếm, lần này về được. Đấy thì lên cho bác là con này là con 70 nhá, con V70 này. Đấy, con này con V70, con này còn rất đẹp luôn các bác nhá, gỗ lạc của nó rất đẹp, thùng bè rất là ok luôn. Đấy, con V70 này. V70 con này em gửi đến các bác là đi 1 triệu một, con này 1,4 triệu các bác nhá, 1,4 triệu này. Đấy, con này 1,4 triệu nhá, con V70 1,4 triệu. Con đầu tiên lên cho bác con V70. Đấy, con V70 là 1,4 triệu, con này còn rất đẹp các bác nhá. Đấy, còn rất đẹp luôn. Thì con nào quan tâm lên mã con này thôi giảm trực tiếp luôn, con đầu tiên đã giảm trực tiếp cho con là 1,350,000. Đấy, 1,350,000 thôi nhá, 1,350,000. Đấy, 1,350,000 nhá, con V70, con đầu tiên đã giảm trực tiếp cho bác là một con V70 này. Đấy, rồi tiếp theo con sang con thứ hai nhá, con thứ hai là con Senko, cốt của nó 30 ngày. Đấy, cốt của nó cốt 30 ngày các bác nhá. Đấy, con này thì thùng bè của nó là bị hơi chảy đây một xíu này. Đấy, hơi chảy đây một xíu nhé các bác nhá. Con này thì có cái chiều cao của nó được đi 44 cm và chiều ngang của nó được 26 cm, mặt kính của nó được 20 cm và kính mo các bác nhá. Đấy, kính mo, quả lắc, tay cót đầy đủ ok. Con này có xài lịch các bác nhá, con này có dùng lịch. Đấy, khóa cót của nó vẫn còn ok luôn. Đấy, vẫn còn nguyên nhá, đầy đủ này, còn mới cáo luôn này. Đấy, con này thì tiếng chuông của nó về đó. Đó, con này thì 30 phút là nó sẽ để một chuông và tròn giờ nó sẽ đánh đủ các bác nhá. Đấy, tròn giờ sẽ đánh đủ. Đó, rồi các bạn nào quan tâm lên mã xem này, con này có cả lịch luôn, các bác xài lịch ok luôn. Đấy, các bác xài lịch cả lịch ngày tháng rồi thứ này. Đấy, rồi các bạn quan tâm nhá, con này thì bị chóc một xíu cái phần này. Đấy, chóc đây và chạy chóc đây nhá, hai bên góc này có mỗi bên một xíu này. Đấy, dưới này cũng tí luôn này. Đó, các bác lên mã cho em là mã số 71 nhá, con V71. Con này thì em gửi đến các bác là đi
1.4 triệu đi. Đấy. 1.400.000 cho mã V71 này. Một mã V71 này. Rồi chuyển sang con Senko cốt 30 ngày. Con này cũng có lịch luôn này. Con này cũng có lịch luôn các anh nhá. Đấy, con này cũng có lịch luôn. Đấy. Con này thì chiều cao của nó là được đi 43 cm và chiều ngang này của nó cũng được 25.5 cm. Đường kính của mặt đồng hồ này là 20 cm. Con này thì mặt kính của nó là mặt kính bằng các nhá. Đây em mở cái mặt đường mặt kính ở trong nó như này. Đây mặt kính ở trong nó bằng như này nhá các anh nhá. Đó các anh nhìn này, mặt kính của nó bằng. Đó, mặt kính nó bằng như thế nhá. Đấy. Thì không có mặt kính mo các anh nhá. Con này không phải mặt kính mo nhá. Con này thì có tiếng chuông của nó lên như vậy. Đấy, nghe rất là vang luôn. Đó. Cũng là nửa tiếng, 30 phút là đánh một chuông. Còn tròn giờ thì đánh đủ này. Đấy, tròn giờ đánh đủ cho các bác nhé. Đấy, 8 giờ 8 tiếng, 9 giờ 9 tiếng, 10 giờ 10 tiếng. Có những cái dòng mà nó có cái que test thì các bác sẽ đẩy cho em lên cho đủ giờ đủ tiếng luôn. Đấy, còn cái dòng nó không có que test thì các bác cứ đẩy thôi, cứ quay giờ là đến là nó phát thôi. Đấy nhá các bác nhá. Tay cốt tay lắc tay cốt quả lắc là vẫn ok, vẫn đầy đủ cho bác, không có thiếu gì cả. Con này thì các bác lên mã cho em là mã số 72, con V72. V72 con này em gửi đến các bác là 1.450.000 các bác nhá. 1.450.000 cho mã V72. Đấy, con mã V72 1.450.000. Thì đến con này là con Aichi, con Aichi cốt 60 ngày, con này cốt 60 ngày này. Đấy, con này cốt 60 ngày các bác nhá. Đó. Con này cái đánh chuồng. Rồi tiếp tục lên cho bác một con này là con cái gì nó chỉ mới R đây thôi, còn cái gì đây thì mon năm mon thi cái gì đây. Đấy. Cái con này nó chất liệu thì cũng bằng gỗ luôn nhá, nhưng mà cái này của nó em có cái này em báo cho bác này, cái phần mặt này này, cái phần mặt này nó đang trắng như này nhá, nhưng mà khi em động vào đây này, nó đang bong này, đó nó bong ra nhá, nó bong cái phần sơn ra này, đó nó bong ra phần sơn này. Các bác về có thể làm mặt này lại được thì làm mặt nhá. Đó đó các bác có thể là về làm mặt lại. Còn là chuông chiếc của nó thì giờ giết thì chạy vẫn là bình thường. Đó, có lịch luôn, có lịch nhá. Đấy, có lịch đàng hoàng. Đấy, nó có lịch đàng hoàng như vậy nhá các bác nhá. Đấy, và đến con này nửa tiếng cũng đánh, cũng điểm chuông này, cũng nửa tiếng cũng điểm chuông luôn. Đấy, còn tròn rồi đánh đủ này. Đấy, con này bị mất cái mặt, nó bị chóc cái sơn này, đang nổ, đang bị chóc sơn rồi. Đấy. Đó các bác nhá. Thì các bác về làm mặt, làm cái mặt lại nhá. Rồi các bác nào quan tâm mã này thì lên mã cho em nhá. Đấy, giúp em là mã này mã số V73. Con V73 này, con này mặt kính bằng này. V73, con này lên cái mã thanh lý cho bác là mất cái mặt này nó đang bị như vậy nhá. Đấy, mặt kính này mặt kính cũng có mo nhá, mặt kính mo chứ không bằng đâu. Đấy, mặt có mặt kính mo nhưng mó ít thôi con nhá, mó ít thôi chứ không có nhiều mo nhiều như đằng kia. V73 này em gửi đến các bác là đi 1.200.000 coi nhá, 1.200.000 cho mã V73. Con này bị cái mặt này, các bác về bác xử lý cái mặt lại cho em. Đấy, xử lý cái mặt lại cho em. Con này tổng chiều cao của nó được 41.5 cm và chiều ngang này của nó được 24 cm. Đó, rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé, lên mã cho em con V73. Rồi sang con này là con V74 này, con này con mã V74. Con V74 này thì cái quả lắc của nó rất là độc đáo luôn nhé, nó quả lắc của nó rất hay. Đấy, cái này em sẽ mở cho các bác xem quả lắc của nó. Đấy. Đấy.
con lắc của nó rất hay. Con này đánh cung vòng nhé, con này thì khá là cổ, con này nhìn khá là cổ các bạn. Đấy, nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là hay, rất là đẹp. Cái quả lắc của nó rất là hay luôn. Đó. Đánh cung vòng, con này thì đó. Con này cái búa con đánh hơi xa. Đấy, búa đánh hơi xa, các bác có thể về bẻ lại nhé. Đó. Con này thì nửa tiếng không đánh này. Tròn giờ đánh đủ này. Chỉ có tròn giờ đánh đủ thôi nhé các bác nhé, còn nửa tiếng không đánh. Con này thì chất liệu của nó thì bằng gỗ thịt nhá. Đấy, mà cái này em sẽ đo cho các bác là cái chiều, tổng chiều cao. Chiều cao của nó được đi là 52 cm cho chiều cao, tổng chiều cao, còn chiều ngang này của nó được có 23 cm thôi. Mặt kính này của nó được là đi 14 cm. Đấy. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em nhé. Đấy, lên mã cho em là mã số 574, con mã V74. Đấy, con mã V74 các bác nhá. V74, con lên mã cho là V74 này. Đấy, V74 thì con này em gửi đến có là đi em. V74. Con này gửi đến có là 1.300.000 các bác nhá. Đấy, 1.300.000 cho mã V74. Đấy, các bác nào quan tâm lên mã cho em V74 1.300.000. Đấy các bác nhá. Rồi tiếp tục đến một con AK. Đấy. AK con AK-CA. Con này cót 14 ngày. Con này nó có cái chiều cao của nó là tổng chiều cao là được đi 58 cm và chiều ngang này của nó được 27 cm, 26,5 cm thôi. Đấy, còn mặt kính thì mặt kính mo các bác nhá, mặt kính mo. Con này mặt kính nó được 17 cm. Đấy, con này thì có chiều có cái tiếng chuông của nó như vậy. À, con này 30 phút không đánh này. Con này đánh hơi nhanh các bác nhá. Con này tốc độ đánh của nó hơi nhanh. Đánh hai rung đồng. Đấy, đánh hai rung đồng và tay cót và lắc vẫn còn ok các bác nhá. Đấy, đánh rất là nhanh luôn. Con đánh rất là nhanh luôn các bạn, đánh hơi nhanh. Đấy. Con này thì nó ở chỗ này nó mình vỡ một miếng gỗ đây nha các bạn nhá, vỡ một miếng gỗ đây. Con này lên mã cho em là mã số 75, con V75, con V75 con này gửi đến thanh lý cho bác là con này với giá là đi 1.000.000 các bạn nhá, 1.000.000 V75 1.000.000 này. Đấy, rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho em là mã V75 1.000.000 các bạn nhá. Rồi tiếp tục lên một con Citizen, con để bàn này. Con này con để bàn, con này thì nó bị con này thì mất cái phần ốp của máy này. Đấy, phần ốp của máy nhé các bạn nhé, và chân pin của nó đây. Đấy, con này thì máy chạy bằng máy chassis tôn. Đến giờ thì nó sẽ lại điểm chuông, nó có đánh có 3 công 3 búa này. Đấy, con này em sẽ test xem nó chạy giờ nhé. Không quay mặt được, không quay kim được, con này quay bằng ấy thôi. Đây con này em sẽ cái này là chân cái pin này nó bị lỏng này, nó vỡ ra này. Đó, nó vỡ cái này chân pin này ra nhá. Thì em sẽ thử test cái này. Cái khó cái này nó không có cái kìm vặn. Cái này nó phải có cái vặn này cơ. Đấy, được em vặn được rồi. Đó, như vậy nhưng mà nó bị cái phần pin này. Đấy, nó vỡ cái chỗ để pin này là một này, nên nó bởi em phải ấn này, đó. Và cái phần nắp đậy cái này nhá, đánh cái 3 công 3 búa. Thì bác nào mà quan tâm mã này thì lên mã cho em, lên mã cho em nhá, lên mã em thanh lý mã này nhá, lên mã thanh lý. Đó.
mã thanh lý. Con này mã số con V76 nhá, V76 các bạn. Con V76 em gửi đến các bác là đi em. Con V76 này gửi đến các bác là đi 500.000 con nhá. 500.000 cho mã con V76 này. Đấy, các bác nào quan tâm mã V76 này về xử lý hay lấy máy hay là lấy đồ nhá. Đấy, thì các bác quan tâm lên mã cho em V76 500.000. Rồi tiếp tục lên một con Citizen con treo tường nhá. Con này con V76 77 nhá. Con V77 con này thì có chiều cao và chiều ngang của nó là đi được chiều cao của nó được đi 31,5 cm và chiều ngang của nó 30 cm. Đấy, con này thì nó có chuông đánh chuông tính con các bác nhá. Đây em sẽ chỉnh cái tiếng chuông cho bác này. Đó, tính con nhau nha. Nửa tiếng thì 30 phút thì đánh một để một chuông, còn tròn giờ thì đánh đủ này, tính con này. Đó các bác nhá. Đây có nút to tắt nhạc, tắt chuông này, ban tối và ban đêm ban ngày. Đó, hoặc là nó tắt luôn. Đấy, bác không muốn nghe nữa thì nó tắt luôn. Đó, tắt luôn thì đêm có chả có bằng ngày hay không. Đấy, con này thì chất liệu của nó bằng nhựa luôn các bác nhá, bằng nhựa giả gỗ này. Đấy, các bác lên mã cho em là mã V77. Con này thì bị nứt, bị mất một tí cái góc này làm bị lứt vỡ kính nhá các bác nhá, lứt vỡ kính này. Đấy, quan tâm lên mã cho em con V77. Con mã V77 nhá. Con này gửi đến các bác là đi 700.000, 700.000 cho mã V77. Con Citizen này, mã V77 700.000. Đấy. Dùng một quả pin đại các bác nhá, dùng một quả pin đại đánh hai gông hai búa này. Máy của nó rất là đẹp luôn các bác nhá, máy của rất là ok. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em. Lên mã cho em là mã số V77 700.000. Rồi lên một con đồng hồ Casio con mã 78 này. Con này thì con máy của nó thì sử dụng một pin tiểu các bác nhá. Sử dụng pin tiểu, hết pin rồi. Xíu lấy pin nữa. Con này máy của nó là máy China các bác nhá, máy China luôn. Con này máy China này. Đấy, con này đi gọi đĩa bay. À, đồng hồ của nó là máy kim này các bác nhá, số thì số viết thôi, số trò số viết này. Con này lên mã cho em là mã số 78. Con này có 78 có mấy cái chiều đường kính của nó là đi 26 cm các bác nhá. Chất liệu của nó thì bằng gỗ, mặt kính mo, chất liệu gỗ mặt kính mo. Các bác lên mã cho em là 78 này. Con V78 nhá. À, V78 con này em gửi đến các bác là 150.000. 150.000 cho mã V78 này. À, nhìn rất ok luôn, nhỏ nhỏ xinh xinh. À, rất dễ thương luôn. Đấy, các bạn nào quan tâm mã này lên mã cho em nhé. V78 150.000. Rồi lên một con V79, con này con Senko. Con này sử dụng cho bác là một quả pin tiểu, hai quả pin. Đấy, một quả pin tiểu dùng cho máy, một quả pin dùng cho cái quả địa quả kinh khí cầu nó lắc. Đấy, các bạn nhá. Đó. Con này máy dùng hai kim. Máy dùng hai kim luôn. Con này lên mã cho em là mã số 79 nhá. Con mã 79 này thì nó có chiều cao của nó là 36 cm, 36 cm và chiều ngang này của nó là đi 27,5 cm. Đấy, các lên mã cho em con này là con V79. Con V79 nhá. Con này thì gửi đến các là 200.000. 200.000 cho mã con V79 này. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em. Mã V79 dùng hai quả pin tiểu. Đấy, dùng hai quả pin tiểu này nhá. Đấy, hai pin tiểu. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhá. V79 200.000. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi, mặt kính các bác nhá. Số thì số viết ngoài viết nhà nhá, số viết số trò. Đấy, một viền ngoài là viết, còn trong này là của nó ẩn sâu vào trong. Đấy, có quả kinh khí cầu của nó lắc này. Đấy. Rồi à. Lên mã V70. Con mã V70 các bác nhá. Con mã V70 là một con MAG. Con này sử dụng cho bác là một quả pin tiểu. Đấy, một quả pin tiểu luôn. Máy của nó máy Japan các bác nhá, máy Japan. Đấy, máy kim này các bác nhá, máy kim này. Rồi các bác quan tâm lên mã cho con mã V80. Con mã V80. À, V80 thì nó có chiều cao của nó 30 cm, chiều ngang 30 cm và chiều cao của nó 29.5.
Bác lên mã cho em là mã V80. V80 gửi đến các bác là đi con này 220.000. 220.000 cho con mã V80 các bác nhá. Chất liệu của nó bằng gỗ. Đấy, chất liệu của nó bằng gỗ nhá, cái khung này. Đấy, còn đằng sau này bằng nhựa này. Đấy, rồi máy thì bằng Nhật, máy của nó của Nhật các bác nhá. Máy của Japan. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho V80 220.000. Rồi lên một con V81. Con này thì cũng đi tiểu luôn. Chất liệu của nó bằng gỗ nhé. Máy kim này, số nổi kim này này. Chất liệu hoàn toàn bằng gỗ luôn. Gỗ rất đẹp, gỗ thịt luôn các bác nhé. Con này thì có chiều ngang của nó 33,5cm và chiều cao của nó được 29,5cm. Đấy. Chất liệu của nó bằng gỗ, khung của nó bằng gỗ hết nhé. Còn hai cái nẹp bằng kim loại này. Đấy. Số thì số kim nào, số nổi kim này. Lên mã cho em là mã số V81. Con V81 này, con này gửi đến các bác là đi 300.000 cho mã V81, máy của nó máy Nhật các bác nhá. Máy của nó máy Japan. À, máy của nó máy Japan, máy còn nguyên bản luôn các bác nhá. Rất rồi, ok, rất là ok luôn, máy chạy rất đều đặn. Đấy. Hàng của em đã được test sử dụng cho bác, rất ok, các bác cứ về các bác sử dụng thôi. Treo lên mà sử dụng thôi. Mã V81 300.000. Rồi mã V82, con này là con Senku bát giác. Con này sử dụng cho bác là một cái máy này là máy SKB. À, máy SKB thôi, à, máy SKB các bác nhé. Con này thì máy của nó là máy kim chui, con bát giác kim chui không không gỗ này. Con này lên mã cho em là mã số 82. Con mã 82 bát giác được có cái tổng bát giác của nó là 32cm. À, con mã 82 bát giác tổng 32cm. Con này mã số V82. Con này gửi đến các bác là 200.000. 200.000 cho mã V82 các bác nhá. À, V82 200.000. Rồi một con V83. Con này là con Mamakubu. À, con này thì sử dụng một pin tiểu luôn. À, con này sử dụng pin tiểu, con này máy của nó là máy cũng SKB luôn các bác nhá, máy SKB hàng xuất Nhật. Đấy, cái này gửi đến các bác là đi con này máy của nó đúng rồi, chứ không phải là dò sóng radio đâu. Con này là máy quét. Lên mã cho là mã số 83, con V83. Đấy. Con này thì có cái đường kính của nó là được đi 28cm coi nhá, 28cm cho con mã V83. Con này gửi đến các bác là đi 180.000. 180.000 cho mã V83 các bác nhá. 180.000 cho mã V83. Rồi các bác quan tâm lên mã cho V83 180.000. Rồi một con xin, con này con sóng radio này, con này sử dụng pin tiểu luôn các bác nhé, sóng radio. Đấy. Con này sóng radio, con này gửi đến các bác, con này là mã số 84. Con mã 84 này có đường kính của nó 30cm. Đấy, mã V84. Con này sóng radio, máy vẫn chạy ok nhé, kim chạy như này là máy chạy rồi. Đấy. V84 gửi đến các bác, con này là đi 180.000. 180.000 cho mã V84 các bác nhá. Đấy, máy dùng sóng radio. Đấy, con này thì đến kim đến đây bắt đầu kim kia nó chạy. Đấy, là các bác chạy là các bác sử dụng thôi. Đấy. Đấy, khi nó dò sóng xong, kim này nó chạy xong đến hết đến đỉnh đây cái kim giờ này. Đấy, nó vòng hết, có con thì đến tầm 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ. Ví dụ là nó nghỉ là nó dừng, nếu ví dụ dừng ở điểm 4 giờ thì mình lấy giờ luôn. Còn những có con thì nó chạy hết luôn đến 12 giờ. Đấy, thì các bác mới lấy giờ của mình được. Còn không thì có những con nó chỉ chạy là 3 công đoạn, 4 và 8 và 12 là đấy các bác nhá. Thì những cái dòng có từng loại nó sẽ đứng ở cung giờ đấy. Có những loại nó phải chạy hết luôn, chạy hết đến 12 luôn thì nó mới đứng. Cho nên các bác chờ nó hơi lâu. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho là mã V84 180.000 con nhá. V84 180.000. Đấy, con này chạy là chạy hết rồi. Đấy, nó không dừng ở số 4 thì sẽ dừng, sẽ quay hết. Đấy, các bác lên mã cho V84 180.000. Rồi con V85. Con V85 cũng là một con gỗ nhá. Con này V85 là một con gỗ này, con Citizen. Con này chiều ngang của nó là 32,5cm và chiều cao của nó là 28,5cm. Con này cũng sử dụng cho bác là một quả pin tiểu nhá. Đấy, cũng sử dụng pin tiểu. Con này máy kim này này, số thì hơi nổi thôi các bác nhá, số nổi kim này.
Rồi các bác quan tâm lên mã chưa? Lên mã chưa là một con V85. Con V85, con này máy Nhật luôn các bác nhá. Bao cho các bác là máy Nhật, thoải mái ok. Đấy, khung gỗ rất đẹp luôn, rất đỉnh luôn. Máy thì máy Nhật, máy thì Nhật, zin đét luôn. Và coi như là chưa có bong chóc, chưa bung chưa gì cả. Còn gỗ của nó là gỗ thịt luôn. Đấy, các bác lên mã cho em V85 300.000. 300.000 các bác nhá. Đấy, và V85 300.000. 300.000. Đấy, 300.000 thì bác giao ngoài chợ ông mua chỉ được một cái đồng hồ bằng nhựa thôi các bác nhá. Đấy, cho dù nó là quả lắc nhưng mà nó chỉ bằng nhựa thôi, rất là mỏng manh. Đấy, các bác dùng những con đồng hồ Citizen hay là Senco mà của Nhật như này thì các bác dùng đến muôn thuở nhé, không lo. Nói những cái đồng hồ nó ra từ thập niên 70 nha các bác nhá, mà bây giờ mình vẫn dùng ok, nhất là những hàng cơ thì nó sử ra rất là lâu rồi. Đấy, có những con nó có cái giấy khai sinh của nó là nó từ năm trước khi em sinh ra cơ đó, năm 70 cơ. Đấy, thì mà bây giờ mình vẫn đang sử dụng được. Hoặc là những con nó ở cái năm 60 cũng vẫn đang sử dụng được. Đấy, các bạn còn thường thường nó đang ở cái cung đoạn là 70-80 đấy, thập niên những năm đấy, mà bây giờ nó vẫn đang dùng được thì khả năng thì cái độ bền của nó là quá là bền bỉ luôn. Đấy, cho nên các bác không phải lo vấn đề là máy móc đâu. Đấy, rồi một con Senco nữa này. Con Senco này thì con này máy lớn pin chung các bác nhá, máy lớn pin chung. Đấy, hết pin rồi này, chờ em xíu. Con này máy kim trôi các bác nhá, máy kim trôi này. Đấy, khung gỗ nhá, máy kim trôi mặt nhôm. Đấy, các bác lên mã cho em là mã số 86 nhá. Con 86 này có chiều ngang của nó được 35,5 cm, và chiều cao này của nó là 36 cm. Đấy, con V86 này, con V86 nhá, con V86 này vừa được bác là 400.000. 400.000 cho con máy lớn pin chung V86 rồi nhá, máy kim trôi số tia. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Đấy, quan tâm lên mã cho em V86 400.000 này. Rồi đến một con để bàn nhé các bác nhá. Đấy, rồi đến một con để bàn này. Đấy, em để bàn để đây đi cho nó dễ nhìn. Đấy, một con để bàn. Đó, một con để bàn hiệu Senco Emblem. Con này sử dụng là một quả pin tiểu này. Đấy, một quả pin tiểu các bác nhé, một quả pin tiểu máy của SKB Japan, máy rất là mới luôn, sáng quá luôn. Con này sử dụng là hai pin luôn, một pin máy cho một pin máy, một con pin là cho xoay. Đấy, cho xoay. Đấy, con này sử dụng hai kim các bác nhé, hai kim như máy kim vẫn đang chạy bình thường. Bao dùng cho các bác là máy đang chạy bình thường. Đấy, con nào máy không chạy thì em sẽ báo không chạy, con nào chạy thì em báo chạy. Tại vì khi các em giới thiệu trên video này, mỗi một cái điện đồng hồ nó chỉ có rơi vào chưa đến một phút thì các bác không thể nhìn được cái kim nó nhảy đâu. Nhưng mà em sẽ bao cho các bác là máy đồng hồ đang chạy bình thường. Đó, các bác phải sử dụng, phải nhìn được lâu thì nó mới biết được là kim đang chạy. Đấy, còn là các bác nào mà muốn chi tiết hoặc là muốn đấy thì em sẽ quay một cái video là những cái dòng máy hai kim, em sẽ quay cho các bác là tầm 3 phút thì các bác sẽ biết được kim nó đang chạy như nào. Đó, các bác nhá. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em. Mã này là mã số 87, con V87 các bác nhá. Con V87. Con này gửi đến các bác là đi 300.000. 300.000 cho mã V87 này. Đấy, 300.000 cho mã V87 nhá các bác nhá. Con này thì có chiều cao của nó chỉ được có 19 cm thôi, và chiều ngang của nó là đi 15 cm. Đấy, máy của nó thì là máy của Nhật. Đấy, máy của Nhật nhá. Một pin dưới và pin trên. Pin trên máy cho dùng mạng, dùng cho máy, còn pin dưới dùng cho đầm xoay. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em. Lên mã cho em là mã số 87. Mã 87 300.000. Rồi một con Citizen. Một con Citizen này thì sử dụng cho bác là một quả pin chung. Một quả pin chung luôn. Chỉ có một thôi các bác nhá, chỉ có một thôi, không có hai. Đấy, chỉ có một, không có hai. Con này
con này hiệu Citizen này. Đấy, con hiệu Citizen, con này có con ngựa lắp trên này nhá. Đấy, con này thì lên mã cho em là mã số V88 này. Con này chiều ngang của nó là được có 19 cm và chiều cao của nó là cũng là có 17 cm thôi. Con này thì máy kim nảy coi nhá. Lên mã cho em là mã 89. Con V89 này. V89 gửi đến bác là 200.000. 200.000 cho mã V89 coi nhá. Con này thì nó đơn giản, nó không có đầm xoay, nó chỉ có một máy thôi các bạn. Chỉ có một máy dùng là máy ấy thôi. Còn lắc này nó lấy từ nhá. Lắc này nó lấy từ. Đấy, cho nên các quan tâm thì lên mã cho em con V89 200.000. Rồi con Citizen này, con này thì hiệu của nó là con này Japan nhé, máy của nó Japan, là hộp Japan luôn này nhé. Đấy, hiệu của nó là hiệu Citizen. Đấy, con này thì đó, đồng hồ và đầm xoay đấy, vẫn đang hoạt động bình thường các bác nhé, hoạt động bình thường đấy. Máy đồng hồ hai kim thì bác nhìn nó rất dễ luôn đấy, nhưng mà ba kim các bác nhìn rất dễ luôn, có hai kim thì bác hơi khó đấy. Đầm xoay thì vẫn đang chạy nhé, những con vịt, những một đàn vịt pha lê đang chạy này đó. Còn hai bên này thì nó đứng yên thôi. Đấy, có con lên mã cho em, con này mã số 90, con mã V90. Con này thì em gửi đến các bác là đi 600.000 coi nhá, mã V90 600.000. con này cũng khá to luôn các bác nhá. Con này thì chiều cao của nó được đi là 30 cm đi, tính 30 cm và chiều ngang này của nó là được 23 cm, chiều ngang được 23 cm và chiều cao được 30. Đấy, con này thì một máy chạy đầm xoay và đồng hồ cùng chung. V90 600.000 các bác nhá. V90 600.000. Các bác quan tâm lên mã chưa? V90 600.000. Rồi con Citizen. Con Citizen con này thì sử dụng cho bác là một quả pin tiểu này dưới và một quả pin tiểu trên này. Đấy, con này thì sử dụng là kim nảy các bác nhá. Đấy, đầm xoay đang chạy nhá. Con này lên mã cho em là mã số 91 này. Con mã V91 nhá. Con mã V91 này. Đấy, con này gửi đến các bác là đi 300.000 coi nhá. 300.000 cho mã V91 coi nhá. Đấy. Con này thì con này nó chảy xước này mà. Nó chảy xước là keo nhỉ. Cái này keo các bạn. Cái này keo không phải chảy đâu. Nó cũng có chảy, cũng có chảy. Em thử đánh lau phát thì nó có hết không. Tại cái này em dở ra thì keo nó cũng đầy đấy, thì em cái băng keo mình lột ra ấy. Thế là nó cũng có chảy, nhưng nó cũng là keo, nhưng mà nó cũng có chảy nhưng mà nhắc này em lau nó bóng luôn này. Đấy, lau nó bóng luôn đó. Đó, rất là bóng luôn. Đấy, thì con này thì nó cũng có chảy các bác nhá. Thế này em sẽ giảm trực tiếp cho các bác luôn này, con này chỉ còn 250.000 thôi. 250.000 cho mã V91 các bác nhá. Đấy, nó bị cũng có chảy. Đấy, cũng có chảy. Em giảm trực tiếp cho các bác luôn là 250.000 coi nhá. Khoảng 250.000 cho con mã V91 này. Rồi lên con mã V92, con này con sóng radio các bác nhá. Sóng radio này, con này sử dụng cho bác là 2-3 quả pin ở đây và dưới này của nó là sử dụng đi 1-2-3-4 quả pin đây nữa nhá. Con này có nhạc này. Đấy, con này có nhạc này, em test nhạc này. Đấy, con này sóng radio nhá. Con này thì nó có chiều cao của nó là 30 cm và chiều ngang của nó cũng được là đi 21 cm các bác nhá. 21 cm chiều ngang của chân này, và chiều cao của nó thì được 30 cm. Đấy, 30 cm. Đấy.
Con này thì sử dụng nó tất cả là đi 7 quả pin, 4 3 quả pin trên và 4 quả pin dưới nhé, cho nhạc. Đấy, thì đến giờ sẽ phát nhạc cho các bác. Đấy. Con này có vút nút volume to nhỏ on off để tắt nhé, và nó có cảm biến nhạc ban đêm các bác nhé. Ví dụ các bác ban đêm thì sẽ không cần phải tắt, không cần phải tắt nữa. Đấy, cứ các bác tắt điện đi thì nó sẽ là không có nhạc đâu. Còn trừ khi các bác để bóng để đèn ngủ mà nó sáng, nó đủ ánh sáng là nó sẽ phát nhạc ban đêm. Đấy, còn nếu các bác tắt mà nó tắt ngõm luôn, tắt điện tối thui là nó tắt ngõm luôn, nó khỏi phát luôn. Đấy. Rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã số V92. Con V92 con này gửi đến các bác là 700.000 coi nhá. Đấy, con này là 700.000. Đấy. Lên mã cho em V92 700.000. Nhạc nhẽo ok. Con này thì nắp pin dưới này có mà nắp pin trên này không còn nhé các bác nhá. Mất nắp pin trên nhá. Đấy, con này là mã 92 700.000. Rồi con này là con Citizen này. Con này sử dụng pin chung. Có một pin thôi nhá. Dùng có một pin này, sử dụng pin chung. Đấy. Con này hiệu Citizen. Lắc của nó là lắc sừng hai bên này, đấy, lắc một bên mặt trời, bên mặt trăng đang lắc này. Con này lên mã cho em là mã số 93. Con mã V93 này có chiều cao và chiều ngang của nó là chiều ngang được đi 26 cm và chiều cao này của nó là được đi 16 cm 5. Đó. Con này lên mã cho em là mã 93. Con V93 con này gửi đến là 250.000. 250.000 cho mã V93 các bác nhá. Đấy, V93 250.000. Rồi lên cho bác là con mã Citizen. Con này hiệu Citizen này. Đấy, con này sử dụng cho bác là một quả pin tiểu này. Con này cũng pin tiểu luôn các bác nhá. Đấy. Máy đồng hồ một pin dùng cho đồng hồ, một pin này dùng cho con lắc xoay này. Đây con này. Đó, đầm xoay hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, đang lắc rất là khí thế luôn. Con này lên mã cho em là mã số 94. Con này có chiều cao của nó được 24,5 cm và chiều ngang này của nó chỉ được có 20 cm thôi. Đấy, 20 cm thôi. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã 94. Con V94 này. V94 con này gửi các bác là 400.000. 400.000 cho mã V94 các bác nhé. Đấy, 400.000 cho mã V94. Và một con nữa là con này cũng là con y chang như nó luôn, nhưng mà nó sử dụng là bằng sóng radio này. Đấy, con này sử dụng sóng radio các bác nhé. Con này số 3 cục pin. Con này sóng radio các bác nhá. Đây là đây mình test này, đây là đèn này xanh lên thì bắt đầu mình bấm cái vào đây để cho nó dò sóng này. Đó, bắt đầu sóng nó chạy nhá. Cái mấy cái dòng lắc trụ đầm xoay này, nhiều khi các bác nó bị lệch ấy, các bác lắc cái để cho nó lại vị trí. Nhưng nhiều khi nó bị lệch, mình vận chuyển nó lệch nên là nó không ấy đâu. Nó lệch nó không chạy đâu, nó không quay đâu. Tại nó là đi tâm mà. Đó, sóng radio nhá. Con này thì nó có công tắc này, không công tắc gì. Nó có nhạc nhau gì đâu mà nó công tắc này. Thì em phải tắt công tắc đi xem mà nó như thế nào. Em chưa thấy cái công tắc ấy nó có hiệu ứng gì. Tắt cái gì. Không thấy, nó không thấy có loa. Đấy, cái đấy là mã V92 nó phát nhạc thôi. Con này không thấy loa đâu thì làm gì có nhạc nhỉ. Em cũng chưa thấy cái loa nằm chỗ nào thì em chưa biết được. Mà nó cũng có đèn ánh sáng, đèn cảm ứng nhá. Đây có hai bên đèn cảm ứng này.
con này là đèn báo này, con nên đây là đèn cảm ứng ánh sáng này. Đấy, để phát nhạc hay làm gì này. Đấy, thì nó sẽ có đèn cảm ứng như vậy nhé. Đấy, thì bác nào quan tâm thì lên mã cho em nhé, lên mã cho em con mã số 95, con mã V95 này. Đấy, mã V95. V95. Con này thì em gửi đến quá là đi 500.000 con nhé. Đấy, 500.000. 500.000 cho mã V95. Đấy, mã V95 500.000. Rồi lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã V95 này. Đấy, rồi bác nào quan tâm lên mã cho em mà cũng cái mã đồng hồ về để bàn hay treo tường hay là đồng hồ cơ. Đấy, bác nào mà quan tâm mã nào thì cứ liên hệ nhé. Rồi trước khi rời video thì quên giúp em một nút like, nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Nhân này cảm ơn các bác rất nhiều. Đấy, và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Các bác liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 các bác nhé. Em đã ghi trên màn hình rồi.